của phòng chứng chỉ yêu thương cho không. Hôm nay thì phòng khám vừa mới xác nhận cho một bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao, thì cũng xin trình với quý thầy và báo cáo lên về trường hợp của cô để quý thầy xác nhận cho cô kết quả điều trị và cho cô ra về. Trước khi mình bắt đầu thì xin các quý thầy cùng bệnh nhân hướng lên Chúa và Cha, mình dâng một kinh dành cho Chúa và tạ ơn Cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha trị đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, chúng con sẽ trước cám dỗ nhưng cứu chúng con do khỏi sự dữ, Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa các quý thầy, hôm nay bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1963, tại địa chỉ ấp Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã hoàn thành phác đồ điều trị 90 ngày của phòng chẩn trị y học cổ truyền và đã có kết quả cao tại phòng khám. Hôm nay con là lương y Nguyễn Tấn Thanh xin trình lên cha Phêrô cũng như là các quý thầy để xác nhận cho mình đã được hoàn thành phác đồ điều trị. Đây là cái giấy đăng ký bệnh nhân đã đăng ký vào phòng khám chẩn trị học cổ truyền, và đây là bộ hồ sơ đầu vào và đầu ra của bệnh nhân. Hồ sơ đầu vào của bệnh nhân là ung thư buồng trứng di căn gan. Bệnh nhân đã được phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bướu. Và kết quả ngày hôm nay, sau quá trình điều trị 90 ngày sử dụng cháo nano, thảo dược nano của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Và kết quả như sau, con xin được trình bày cùng với cha cũng như quý thầy để xác nhận cho mình hoàn thành phác đồ điều trị. Đây là giấy xét nghiệm máu. Con phân tích về xét nghiệm máu trước. Hiện tại thì kết quả xét nghiệm máu của cô đi bệnh viện Thiên Ân về ngày 22 tháng 12 2023 thì cái kết quả xét nghiệm máu, công thức máu cho thấy là cái tế bào hồng cầu đủ nằm ở ngưỡng 4,3, nằm trong ngưỡng khoảng tham chiếu là 3,8 đến 5,1. Chất lượng hemoglobin, chất lượng huyết sắc tố là 131 cũng đủ. Chất lượng hematocrit là 38%, cho thấy rằng là sức khỏe của cô rất là tốt, không có bị thiếu máu. Hệ miễn dịch bạch cầu là 6,9 triệu đơn vị, nằm trong ngưỡng an toàn, cho thấy sức khỏe cô rất ổn định. Còn tiểu cầu thì là 301. Đến với phần sinh hóa máu thì có glucose là 5,8 và định lượng HbA1c là 4,6, thì cho thấy là bệnh nhân không có bị tiểu đường. Về chức năng thận thì ure máu, creatinine và độ lọc cầu thận nằm trong khoảng tham chiếu. Độ lọc cầu thận là 78ml một phút, có nghĩa là quả thận lọc rất là tốt. Còn bộ lipid ở trong máu, ví dụ như là triglycerin, cholesterol tỷ trọng cao, cholesterol tỷ trọng thấp và cholesterol toàn phần nằm trong ngưỡng an toàn. Men gan
men gan của cô thì AST, ALT, GGT nằm trong ngưỡng an toàn. Bây giờ chúng ta đến với phần dấu ấn ung thư. Về dấu ấn ung thư thì có làm cái định lượng AFP là dấu ấn ung thư gan là 1.39 dưới ngưỡng 6.13. Định lượng CEA là 1.5 dưới ngưỡng 2.5. Định lượng CA 125 dưới ngưỡng an toàn. Có nghĩa là ba cái chỉ số dấu ấn ung thư hay còn gọi là chất chỉ điểm thì AFP là dấu ấn ung thư gan, CA của đường ruột và CA 125 của buồng trứng là đều nằm trong ngưỡng an toàn. Đấy là bệnh nhân sức khỏe rất là tốt. Về phần X quang phổi, tim, phổi, ngực thì rất là tốt. Bóng tim bình thường, quai động mạch bình thường. Vòm hoành hai bên của bệnh nhân rất tốt. Chúng ta thấy được góc nhọn. Phế quản tốt, rốn phổi tốt. Thùy trên, thùy giữa và thùy dưới đều tốt. Không có bất thường trong cái hình phim X quang. Không có di căn vào trong phổi. Bệnh nhân có đi kiểm tra cái nhân giáp thùy trái và nhân giáp thùy phải là lành tính. Và kết quả về siêu âm. Bản siêu âm kết quả cũ và mới. Siêu âm kết quả cũ là phòng khám nội tổng hợp tại Hòa Hảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9. Thì kết quả cho ra là cái gan nó có một cái tổn thương thứ phát, kích thước là 49 nhân 59, là đây là kích thước ban đầu. Và sau quá trình 3 tháng thì kích thước từ 59 giảm xuống còn 50 mm vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Nhìn chung thì sau quá trình điều trị thì cái buồng trứng cổ tử cung đã được phẫu thuật trước đó thì chỉ số CA 125 nằm trong ngưỡng an toàn và bệnh nhân có di căn gan thứ phát thì kích thước sau 3 tháng kết quả có giảm từ 59 xuống còn 50. Đó là kết quả điều trị thành công của phòng chẩn trị y học cổ truyền và không có hiện tượng di căn thêm ở các cơ quan khác. Dạ, con xin trình bày về kết quả điều trị của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ ở tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hoàn tất, xin chân thành cảm ơn quý thầy đã lắng nghe. Bây giờ xin mời bệnh nhân có đôi lời phát biểu để cho biết cảm nghĩ của mình như thế nào trong quá trình điều trị ạ. Con cũng xin Chúa và con cũng xin cảm ơn cha. Cha đã điều trị cho con 3 tháng và cũng cảm ơn thầy Hạnh, thầy Quý và thầy Tiến và thầy Thanh nhận con rồi con theo phác đồ thì bây giờ con hết là con cũng mừng rồi. Dạ, con cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Vậy Xin con cảm ơn cô và dạ. xin chúc mừng cho cô Dạ. đã đạt được cái kết quả giống như ngày hôm nay. Dạ. Thì cũng mong là cô về nhà cô tiếp tục cố gắng Dạ, giữ dạ. gìn phác đồ mà cha Phêrô Nguyễn Văn Trường Dạ, con cố đã gắng hướng giữ dẫn gìn. Dạ. cho cô cũng như là quý thầy đã hướng dẫn. Dạ. Mình về mình cố gắng, mình Dạ. đừng ăn đạm động vật nữa Dạ, nha. dạ Để con giữ biết gìn sức khỏe của sợ mình. lắm rồi, Dạ. bệnh quá trời, 10 năm nay sợ quá rồi, Dạ. giờ ăn chay luôn, không ăn Dạ. động vật nữa đâu. Dạ. Và xin quý thầy có đôi lời dặn dò cũng như là xác nhận cho bệnh nhân có thể ra về. Thầy xin chúc mừng bà Dạ, dạ, con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, cảm ơn thầy Hạnh, cảm ơn thầy Quý. Cảm ơn thầy Dạ. Thanh. Dạ. Thầy muốn biết là sau khi về bà sẽ ăn cái gì? Dạ, ăn thịt chạy cà, không dám ăn động vật nữa đâu. Ừ. Dạ. Dạ.
thì về chắc phải mua nước máy nước kèm thầy. Thầy có nhắc trong cái lúc nhận bệnh thầy có nhắc á. Dạ. Tức là trong cơ thể mình có khối u. Dạ. Và khối u đó ác tính nên người ta kết luận mình ung thư. Dạ. Như vậy từ khối u ác tính mà chuyển thành lành tính là mình hết ung thư. Dạ. Nhưng sau khi hết ung thư mà mình trở về mình tiếp tục ăn động vật nữa, nạp thêm môi trường axit vào nữa thì từ khối u lành tính sẽ chuyển thành ác tính vẫn chết như thường nha. Dạ, dạ. Thầy đã nhắc. Dạ. Nên là giờ bà đã thành công, bà đã khỏe lại rồi. Dạ. Như vậy mà bà tiếp tục bà về mà ăn động vật nữa, nạp thêm môi trường axit nữa thì từ khối u lành tính sẽ chuyển thành ác tính vẫn chết như thường nha bà. Dạ, không biết. Như vậy thì giờ mình về mình không ăn động vật nữa để mình bảo vệ sức khỏe. Dạ, không dám ăn nữa đâu. Dạ, rồi để sống được nhiều hay nhiều. Rồi, chúc bà về bình an và không ăn động vật nữa nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Không có phát biểu gì không? Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn thầy Hạnh. Dạ. Dạ. Nhớ là cứ đừng là cầm giật. Dạ. Dạ, dạ con biết rồi thầy. Bắt đầu mình cũng dẫn con cháu uống 3 lít nước. Mà thầy Hạnh, bữa thầy Tiến có cho con mua nhiều thuốc rồi, giờ con không lấy để mấy thầy đây trị cho người ta. Dạ. Dạ, con chỉ định mua thuốc mấy cái ăn so đồ rồi mua hết rồi, 5 kg lại uống biết chừng nào mới hết. Dạ. Từ từ rồi mình cũng sẽ ăn đầy đủ. Dạ. Dạ. Quá, dạ thôi con cảm ơn thầy nha, để thuốc đó mình trị cho mấy người khác nha. Dạ dạ dạ. À, xin báo cáo với cô Mỹ và gia đình. Dạ. Là cái hồ sơ gốc thầy sẽ trao lại cho cô. Dạ. Là hồ sơ đầu vào và đầu ra. Dạ. Thì cái kết quả các thầy lưu trên máy. Dạ. Có nghĩa là khi mà mình cần trích lục hồ sơ tại phòng khám. Dạ. Mình có thể tới đây. Dạ, để dạ. Mình trích lục lại. Dạ. Bất cứ lúc nào với cái mã số của mình. Dạ, rồi. Con dạ. Cảm ơn. Xin báo cáo như vậy. Dạ. Dạ. À, mình xin kết thúc buổi báo cáo ở đây và xin đọc một kinh dành cho Chúa để chúng ta kết thúc. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Kỳ vì danh Chúa nhân từ, Thánh Phêrô cùng các đẳng linh hồn một nên chốn nghỉ ngơi. Chúa trời sáng ấy vì dễ vô cùng. Chúng con xin cảm tạ Cha đã mang đến cuộc đời này một phát đồ điều trị hiệu quả, thành công và đầy tâm huyết của Cha. Chúng con xin ghi nhớ và mang đến cho quý bệnh nhân ở đây và sau này được hưởng cái công trình khoa học của Cha mà Cha đã dày công nghiên cứu. Xin chân thành biết ơn Cha. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn.